Tôi chào mừng quý vị quay trở lại với tạp chí Ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh Quốc mới đây đã công bố những tiêu chí mới nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh tại hệ thống ngân hàng nước này, đồng thời góp phần cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trong bối cảnh các đại gia trong ngành nhiều khả năng giải thể. Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh Quốc gọi tắt là CMA khuyến khích các ngân hàng phát triển công cụ trực tuyến, đồng thời giúp khách hàng dễ dàng trong việc thực hiện các giao dịch và kết nối với hệ thống ngân hàng. Trong bộ tiêu chí mới vừa được công bố, cơ quan này cũng đã đề ra những giải pháp nhằm bảo vệ khách hàng tốt hơn khỏi khả năng gánh chịu những khoản phí thấu chi không mong muốn. Trong đó, CMA yêu cầu ngân hàng thiết lập một khoản phí thấu chi tối đa hàng tháng và cảnh báo khách hàng khi họ bắt đầu vướng vào tình trạng thấu chi vượt kiểm soát. Những quy định mới được CMA đưa ra trong bối cảnh cân nhắc liệu việc giải thể có giúp cho ngân hàng lớn tại Anh giải quyết những vấn đề cạnh tranh cơ bản hay không. Tập đoàn đầu tư tư nhân KKR & Co đã ký thỏa thuận với hai ngân hàng hàng đầu của Hy Lạp để quản lý khoảng 1,2 tỷ euro, tương đương với 1,35 tỷ đô la Mỹ nợ xấu của hai ngân hàng này. KKR & Co cho biết sẽ quản lý những tài sản hoạt động không hiệu quả ở ngân hàng Alphabank và ngân hàng Eurobank. Đây lần lượt là hai ngân hàng lớn thứ 3 và thứ 4 của Hy Lạp. KKR sẽ dùng nền tảng Pillarstone mới ra mắt tại Ý hồi năm ngoái để quản lý các khoản nợ xấu của hai ngân hàng nói trên. Tập đoàn đầu tư này cũng dự định sẽ mở rộng mạng lưới sử dụng Pillarstone ở nhiều nước châu Âu trong tương lai gần. Gần đây, các ngân hàng của Hy Lạp đã kín đáo bán các khoản nợ xấu trực tiếp cho những quỹ tư nhân. Nhưng các giám đốc điều hành ngân hàng lại cho rằng các khoản nợ của những tập đoàn lớn cần được tái cấu trúc chứ không nên bị bán ồ ạt cho bên thứ ba. Nền tảng Pillarstone chính là giải pháp cho vấn đề này. Theo đó, cả ngân hàng và KKR đều đổ thêm vốn vào, đợi đến khi các khoản nợ xấu này trở thành tài sản sinh lời trở lại, quyền quản lý sẽ được trả về cho các ngân hàng. Nhiều khoản vay từ các ngân hàng Hy Lạp khác cũng có thể sẽ được quản lý theo kiểu này, đây có thể được xem là nỗ lực của Hy Lạp để đối phó với tình trạng nợ xấu lan tràn. Đất nước này đã rơi vào khủng hoảng kinh tế trong 7 năm liền, tỷ lệ thất nghiệp đã lên đến 25%. Kính thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh BOE, ông Mark Carney vừa lên tiếng phản bác những chỉ trích rằng ông đã can thiệp quá sâu vào việc đi hay ở lại EU của Anh, khiến cho BOE mất đi tính độc lập. Trong một buổi phỏng vấn với kênh BBC của Anh, ông Mark Carney cho biết hoàn toàn không đi quá giới hạn hay can thiệp sâu vào việc đi hay ở lại EU của Anh. Nhưng nếu như ông không lên tiếng cảnh báo trước những rủi ro thì sẽ khiến cho người dân thất vọng. Chúng tôi không chịu có trách nhiệm để người dân Anh được hưởng sự công bằng và không gặp cảnh sau khi bỏ phiếu bầu rồi thì mới ngộ ra những việc mà chúng tôi đã cân nhắc là có khả năng xảy ra. Mà chúng tôi còn có trách nhiệm giải thích những rủi ro bằng từng bước một giải thích để làm giảm bớt rủi ro. Điều đó mới quan trọng. Làm ngơ trước những rủi ro không phải là cách làm giảm rủi ro đi. Vào tuần trước, BOE đã từng nhận định Anh sẽ đối mặt với tình trạng tăng trưởng chậm hơn, lạm phát cao hơn, kinh tế sẽ suy thoái nặng nề hơn nếu chọn rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23 tháng 6 tới. Những phát biểu này bị chỉ trích nặng nề vì người dân cho rằng BOE chỉ lo đến lợi ích của bản thân. Thưa quý vị, chính phủ Trung Quốc vừa tuyên bố đã đạt được sự đồng thuận với chính phủ Venezuela về tăng cường hợp tác tài chính sau khi phía Venezuela cho biết sẽ điều chỉnh nhiều điều khoản trong một thương vụ cho vay đổi dầu giữa hai nước. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi vừa cho biết thỏa thuận lần này bao gồm nhiều thương vụ hợp tác giữa các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc và Venezuela. Thỏa thuận nhằm bơm tiền vào cho các dự án phát triển kinh tế xã hội của Venezuela, đặc biệt là các dự án có sự góp mặt của Trung Quốc. Đây là sự hợp tác mang lại lợi ích thực tiễn cho cả hai bên, cân nhắc biến động giá dầu thế giới hiện tại. Hai bên đã đồng ý những biện pháp hiệu quả và linh hoạt nhằm cải thiện cơ chế hợp tác tài chính của hai nước trên cơ sở lợi ích chung. Trao đổi với Reuters hôm 16 tháng 5, Phó Tổng thống Venezuela ông Miguel Perez cho biết, Venezuela sẽ điều chỉnh nhiều điều khoản, bao gồm khung thời gian vay, khoản đầu tư và nhiều góc độ phi tài chính khác. Vốn đang ngục lặng trong nợ nần, quốc gia thuộc OPEC này đã nhận 50 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc kể từ năm 2007. Hiện tại, kinh tế nước này vẫn đang khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh giá dầu xuống thấp. Ngân hàng lớn nhất thế giới về giá trị tài sản ICBC Standard Bank của Trung Quốc vừa mới mua lại một kho trữ vàng tại London để được mệnh danh là Mini Fort Knox, tức là phiên bản cỡ nhỏ của kho trữ vàng lớn nhất và bảo mật nhất thế giới Fort Knox. Mini Fort Knox là một trong những kho trữ vàng lớn và an ninh nhất châu Âu, được trang bị tường chống tên lửa, trần có lưới điện, cảm biến dấu vân tay và huyết áp. Kho vàng này đang chứa 80 tỷ thỏi vàng và đang được đặt tại một vị trí bí mật ở London. Trước khi về tay của ICBC Standard Bank của Trung Quốc, kho vàng này thuộc sở hữu của ngân hàng Barclays trong vòng 4 năm. Chi tiết thương vụ mua bán không được tiết lộ. Thương vụ lần này là động thái mới nhất của các ngân hàng Trung Quốc trong nỗ lực tiến sâu vào thị trường London. Về phía Barclays, thì ngân hàng này từng cho biết là sẽ cân nhắc nhiều phương án tái cơ cấu đối với hoạt động kinh doanh kim loại quý hồi đầu năm nay.
Thưa quý vị, trong nỗ lực hồi phục lòng tin của nhà đầu tư thì chính phủ Brazil mới đây đã bổ nhiệm tân thống đốc Ngân hàng Trung ương. Quyết định vừa được công bố bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ đang đối diện cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất hàng thập kỷ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil, ông Henrique Meirelles, là người công bố việc bổ nhiệm ông Ian Goldfein ngồi vào chiếc ghế thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này. Ông Goldfein, 50 tuổi, hiện đang là chuyên gia kinh tế hàng đầu tại ngân hàng Unibanco và từng có thời gian công tác tại Ngân hàng Trung ương Brazil giai đoạn 2000-2003 với vai trò vụ trưởng phụ trách chính sách kinh tế. Việc bổ nhiệm ông Goldfein là một trong những bước đi đầu tiên của chính phủ lâm thời Brazil của Tổng thống Michel Temer nhằm đưa nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin vượt qua suy thoái và khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất hàng thập kỷ qua. Chính phủ mới sau triều đại của bà Dilma Rousseff nhận định thâm hụt ngân sách của Brazil có thể sẽ vượt xa dự báo và lên đến hơn 120 tỷ rêu trong năm nay. Trong khi đó, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự báo năm nay kinh tế Brazil sẽ lại tiếp tục suy thoái ở mức âm 3,5%. Tổng thống Nga Putin vừa lên tiếng kêu gọi Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB do Trung Quốc khởi xướng rót tiền vào các dự án của Moscow nhân dịp lãnh đạo AIIB tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tổ chức tại Sochi vào ngày 19 và 20 tháng 5. Vào thứ Tư vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát lời mời Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á AIIB tham gia vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng tại Nga. Chúng tôi có thể gợi ý một vài dự án hấp dẫn trên lãnh thổ của Nga, đó là sự phát triển của tuyến đường sắt xuyên Siberia, sự phát triển của tuyến đường vận tải biển Bắc Cực, cũng có thể là những khu vực kinh tế đặc biệt ở miền đông của Liên bang Nga. Trước những đề nghị của Nga, Chủ tịch AIIB ông Kim Lập Quần có vẻ khá ủng hộ sự hợp tác này. Nga là nhà đầu tư lớn thứ ba của AIIB, vì thế chúng tôi kỳ vọng Nga sẽ hỗ trợ hết sức về mọi mặt cho AIIB. Liên bang Nga đang đẩy mạnh hợp tác với khu vực châu Á kể từ khi bị áp lệnh cấm vận của các nước phương Tây do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Nga cũng vừa mở lại hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tại Sochi trong hai ngày 19 và 20 tháng 5. Đây là lần thứ ba hội nghị này được tổ chức trong vòng 20 năm qua. Thưa quý vị, mỗi tuần một con số trong tạp chí ngân hàng tuần này chúng tôi muốn đề cập đến con số là 85,21 tỷ đô la. Đây là số tiền mà các ngân hàng Trung Quốc đã triển khai các khoản cho vay mới trong tháng 4 vừa qua. Con số này giảm mạnh sau mức tăng kỷ lục vào tháng 3 khi lên đến 210 tỷ đô la. Hiện tại thì chính phủ Trung Quốc đang tăng cường nhiều biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động cho vay có thể dẫn nền kinh tế nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Theo đó, tình trạng nợ của các doanh nghiệp nhà nước tại Trung Quốc đang cao hơn so với các quốc gia nào khác. Bên cạnh đó, nếu chính phủ nước này không sớm ngăn chặn rủi ro từ các khoản nợ leo thang, thì tình trạng tăng trưởng chậm của nền kinh tế sẽ vẫn kéo dài. Theo nhận định của nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm trên thế giới, nợ tại các doanh nghiệp nhà nước đã chiếm đến 115% tổng sản phẩm quốc nội GDP, rất xa so với mức nợ ở các quốc gia khác như là Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi mà khối doanh nghiệp nhà nước cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tỷ giá vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí ngân hàng kỳ này trên kênh truyền hình FBNC. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.